Mới vừa kéo vô tới chỗ nha cô chú anh chị. Tại vì cô chú anh chị cũng thông cảm nha em nha. Cảnh buổi sáng trời tối thui vậy á, em không có thể nào quay được hết cảnh á. Thì chỉ mấy anh em kéo lưới vô đây á, thì em mới bắt cá lên em mới quay được nha cô chú anh chị. Rồi nó thấy rõ hơn, chứ còn mà đi theo mấy anh mà kéo lưới một vòng á, thời gian nó dài á, coi nó cũng nhàm chán á. Nhưng phần nữa là tối quá không thấy gì nha cô chú anh chị. Giờ vô chỗ đây mấy anh em súng nhau mấy cái đèn pin á, nó sáng được, thấy đường bắt cá nha cô chú anh chị. Chim bắt cái chim kia hai. Lên hai á. Kia hai là mình có. Bắt cái đi lên rồi cho kia hai là có rồi đó. Được mấy con à. Bắt được bao nhiêu bắt còn bỏ ra. Bắt có thì đổ ra nữa. Đổ ra tí. Đây hào này cá nhỏ nha cô chú anh chị. Lưới kia hai là bỏ ra làm sao? Quay được quá, lưới kia hai bỏ ra. Lưới kia hai bỏ ra làm sao? Lưới kia hai có bắt không? Ở dưới kia hai có bắt không, biết đường thả ra. Cái chòi to nha quý vị, có nhỏ có lớn nha. Cái chòi có nhỏ có lớn luôn. Trời đang mưa rất rắc nha cô chú anh chị. Dưới kia hai bắt ra. Thứ hai ít em ơi. Nên cá đổ phi to phi đèo chỗ nhẹ đèo ơi. Không có hai. Chỗ này giác lên cái bực nha cô chú anh chị. Đỡ lên cái bực được cao lắm không? Đây cái bực đây. Bực cao lắm, mất đầu anh tèo luôn rồi nha. Mất đầu anh tèo luôn, bởi vì em đứng ở trên quay xuống nha cô chú anh chị. Khi nào mà chống chống bớt thì em mới xuống dưới quay được nha cô chú anh chị. Chín tèo. Đấy cái nào này. Hai đấy. Này. Ô mẹ ngồi tí ơi. Ao này cá nhỏ nhiều nha cô chú chị. Cá mè vinh to lắm, cá mè vinh còn hơn ký, cá mè vinh rổ cơ đó, cô chú vậy thấy không, cá mè vinh như đó còn mượn rồi. Đây giờ mấy anh em ngắt khúc khác vô nữa nha cô chú gì. Này là cá phi, này là thả hồ câu nha cô chú gì. Cá này thả hồ câu, cá phi to. Bởi vì mấy anh bắt ngắt vô từ ít, đa số là cá to là thả hồ câu nhiều nha cô chú chị. Bởi vì ngắt vô từ khúc vậy. Nhưng mà cá mà bán cá ấy thì nó lại khác, cá hồ câu nó khác, cá hồ câu là phải mạnh khỏe nha cô chú chị. Bởi mấy anh em ngắt từ khúc vô vậy. Cái này cũng hơi nhiều nha cô chú chị. Quá trời luôn. Vô về đặt luôn. Phi to không ạ? Phi to, phi khoảng bằng tầm nửa ký đi lên là nhiều nha cô chú chị. Nửa ký đi lên nhiều lắm. Nó còn cả ký á.
Trời mưa râm râm nha cô chú anh chị, mưa lác đác đác. Tôi cái lỗ nhỏ xíu rồi tí. Dưới cái chính giữa rồi sao nó xuống được. Đó. Đi. Rồi. Đổ cái gì à? Đổ cái miếng cái thật cái lá mau. Rồi không? Không. Nó phi nhiều lắm nha cô chú chị. Hầu như ở đâu cũng có phi nhiều nha. Phi nhóc luôn. Có phi nó có giá hơn ta nuôi có phi nhiều. Nhưng mà phải nuôi lộn xộn nha cô chú chị. Nuôi lộn xộn đủ loại cá vậy, nó có cá này cá kia rồi nó mới mạnh khỏe được. Chứ một loại cá không cũng trăm cũng mệt lắm nha cô chú chị. Phi to ghê. Phi thả hồ câu. Hò hét. Nó hành nặng lời tí rồi bây giờ nhân ngồi nhọn cho nó vui đúng không? Luôn. Còn nhọn cứ cho anh sơ quên chú. Cha là không bắt nha cô chú chị, bắt cá phi là nhiều nha cô chú chị. Con bèo này. Phi không có gì cái đồ dinh để phía ngoài xuống, giờ có con nào vứt ra ra phía ngoài để đấy dưới kéo dưới. Cháu ơi, phi nhiều thật. Phi quá trời, phi luôn. Phi rồi. Phi, tàn là phi không à? Đây là phi hồ câu nha cô chú chị. Phải một càng mạnh khỏe nha. Cá phi là phải giữ cho sống tươi mạnh khỏe câu nó mới đã rồi cô chú anh chị. Phi to không à? Chào đi chào. Qua mặt. Phi phải lên cái bậc này nha cô chú chị. Đây cái bậc đây. Nó đi lên ngay chỗ này nè. Nó dục lên cái phơi lắm. Cái bậc này cao lắm, đứng qua khỏi đầu luôn. Bởi vì quăng từ dưới lên mà đầy rổ là phơi lắm. Chỉ có nửa rổ lên vậy nó nhẹ nha cô chú chị. Phải lấy cà phê nhiều thiệt các cô chú chị, quá trời phi. Phi từ 5 lạng nổi lên là nhiều lắm, cho tới 8 lạng cũng có con ký mà ít lắm nha cô chú chị. Cái mày Vinh thì con cũng luôn nè, nằm trong cái rổ này nè cô chú chị thấy không, hơi xa nha cô chú chị, chứ bởi vì cô chú chị nhìn hơi thấy nhỏ chứ em là thấy là có mấy con là ký rồi đó. Mày Vinh đó, mày Vinh nuôi đạt ghê luôn. Mày Vinh đó mà kho lạc thì hơi bị ngon cô chú chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi cái này em tạm ngưng nha cô chú anh chị.